Một lần nữa xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unfast Computer Channel. Có thể thấy thì trong thời gian vừa rồi thì bọn mình giới thiệu rất nhiều những cái video về những chiếc card đồ họa thế hệ mới đến từ NVIDIA, rồi các hãng lại gửi cho bọn mình nữa. Vậy nên thì bọn mình không có thời gian để có thể giới thiệu đến cho anh em cách làm thế nào để chúng ta có thể chọn gaming gear cũng như là PC để phù hợp với nhu cầu mà anh em đang sử dụng. Vậy nên thì trong video số mới lần này, bọn mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái sản phẩm gaming gear. Đó chính là một trong những con chuột đến từ thương hiệu cọc xe, có tên đó chính là M65 RGB Elite. Và để xem thì với mức giá theo mình tham khảo được tại Unfast thì nó rơi vào khoảng đó chính là dưới 1,6 triệu. Và nó có những điểm gì ấn tượng cũng như là cái hiệu năng của nó sẽ ra sao thì anh em cùng mình bắt đầu khám phá sản phẩm này ở trong video ngay sau đây. Do được thiết kế với kiểu công thái học, thế nên khi mà mình cầm con chuột này thì nó khá là ôm tay. Tuy nhiên thì mình cũng chỉ cầm được hai kiểu, đó chính là Farm Grip cũng như là Claw Grip. Còn đối với kiểu Finger Tip thì hơi khó một chút, bởi vì cái kích thước của con chuột này nó khá là lớn. Vậy nên thì các bạn cũng cần nên cân nhắc cho mình về cái vấn đề này. Điểm đáng chú ý nhất của con chuột này là nó sẽ được trang bị LED RGB. Cụ thể thì phần LED này thì nó sẽ có 3 phần ở trên cái thân con chuột. Đầu tiên đó chính là ở phần con lăn, thứ hai là ở phần mông với hình logo cọc xe, và cuối cùng đó chính là ở phần đít của con chuột này. Về chất lượng hiển thị hình ảnh màu sắc thì nó trông khá là đẹp mắt, nó tỏa đều cũng như là nó không bị cái hiện tượng đó chính là sáng không đồng đều như ở trên những thiết bị chuột gaming gear giá rẻ khác. Nhắc thêm một chút cho những bạn chưa biết thì phần LED RGB ở trên con chuột này chúng ta có thể dễ dàng thay đổi cường độ cũng như màu sắc qua phần mềm tải về từ trang chủ của cọc xe. Còn ở phần mặt đáy cũng như là phần khung trườn thì nó sẽ được làm bằng nhôm anodize, tạo nên cái vẻ cứng cáp và khỏe mạnh cũng như là đậm chất game thủ cho chú chuột của chúng ta. Các vị trí phím bấm thì cũng được có xe trang bị rất là đầy đủ trên một con chuột gaming cần có. Đầu tiên là hai phím click chuột trái cũng như là phím click chuột phải. Cái điểm đặc biệt ở đây đó chính là cái switch nó đang sử dụng, đó chính là switch on-on cho cái tuổi thọ lên tới tận đó chính là 50 triệu lần nhấn. Tiếp đến là hai nút điều chỉnh DPI. Và ở dưới của hai nút điều chỉnh DPI này, các bạn sẽ có thêm một cái phần con lăn được làm bằng chất liệu cao su. Chưa dừng lại ở đó thì ở phần cạnh hông trái, ngoài hai phím back và phím forward thì con xe còn trang bị thêm một cái nút có tên đó chính là nút bắn tỉa. Tức là khi mà chúng ta chơi những tựa game như là PUBG hay là Apex Legends, lúc mà các bạn bật cái tâm ngắm để xấy scope hay là để bắn sniper ấy, cái nút này nó sẽ giúp cho cái tâm của các bạn nó sẽ đi theo một cái đường thẳng chứ nó không bị chệch sang hai hướng. Cái việc này thì nó sẽ cho các bạn một trong cái sự ăn gian một chút trong quá trình khi mà chúng ta chơi. Nó sẽ cho chúng ta cái kết quả đó chính là kìm tâm tốt hơn cũng như là bắn sniper tốt hơn. Về một số chi tiết khác ở phần mặt đáy thì đầu tiên mình phải kể đến đó chính là các bạn sẽ có thêm 5 cái feet được làm bằng cao su để đảm bảo cho con chuột của chúng ta luôn ở trong mức thăng bằng và di một cách tốt hơn ở trên bề mặt di chuột. Tiếp đến là 3 con ốc. Nhìn qua thì có vẻ 3 con ốc này nó chỉ dùng để trang trí cho đẹp mà thôi. Nhưng khi các bạn tháo ra thì các bạn mới thấy rằng ở trong phần 3 của cái con ốc này thì nó sẽ có thêm 3 cái quả tạ nho nhỏ. Và kích thước của mỗi quả tạ thì nó rơi vào khoảng được chỉ là 15g. Và khi mà chúng ta tháo hết cả 3 cái quả tạ ở trên con chuột này ra thì tổng trọng lượng con chuột lúc này nó chỉ rơi đó chính là 97g. Còn khi lắp vào thì nó lên tới tận đó chính là 115g. Vậy nên thì các bạn cũng không cần lo lắng về cái trọng lượng của con chuột, mà bởi vì nó hoàn toàn có thể thay đổi được. Cuối cùng là về phần dây kết nối thì nó sẽ được bao bọc bởi một lớp vải dù. Và nếu như anh em đang hoài nghi về cái độ bền của cái phần dây kết nối này thì các bạn có thể sử dụng nó để có thể thắt cổ chó hay kể cả những con người yêu nào nó dám cắm sừng với các bạn. Và con xe còn hứa là nếu như mà không chết không lấy tiền nhé. Đủ một chút vậy thôi thì cái phần dây kết nối này thì nó rất là chắc chắn. Vậy nên thì các bạn có hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng nó một cách rất là thoải mái. Tuy nhiên thì cũng cần nên giữ gìn một chút, bởi ông cha ta có câu đó chính là của bền tại người mà. Trái ngược với những tính năng hay ho ở trên con chuột này là nó sẽ được trang bị thêm một cái nút bắn tỉa khi mà chúng ta chơi những tựa game FPS. Tuy nhiên cái điểm là mình chưa thích khi mà mình chơi tựa game FPS ở trên con chuột này, đó chính là cái bề mặt tiếp xúc của con chuột này nó rất là lớn. Và như các bạn có thể thấy, khi mà chúng ta chơi những tựa game FPS thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta sẽ phải di chuột cũng như rê chuột một cách rất là nhiều và nhanh. Và do cái bề mặt tiếp xúc của con chuột này nó rất là lớn, vậy nên thì cái hiện tượng khi mà mình chơi thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó chính là bị cấn cũng như bị khựng rất là nhiều. Và thực sự khi mà mình chơi ở trên cái con chuột này với những tựa game FPS thì nó không hề thoải mái một chút nào. Thế nhưng khi mà mình chuyển qua chơi những tựa game thuộc thể loại mobile như là Liên Minh Huyền Thoại hay là Dota thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Lúc này việc rê chuột hay là việc di chuột cũng ít hơn. Chính vì thế khi mà mình sử dụng con chuột này cũng rất là thoải mái, không bị cấn hay bị khựng như khi mà mình chơi FPS nữa.
Cảm giác bấm ở trên những cái nút thì nó cũng cực kỳ là tốt. Nó cho một cái độ đàn hồi không quá cứng cũng như là không quá mềm. Về phần mắt họng thì nó sẽ cho chúng ta một cái độ chính xác rất là cao. Và đặc biệt là cái độ DPI của nó khủng, lên tới được chính là 18.000 DPI. Thực chất thì về cái DPI cao thì nó cũng không để làm gì. Tuy nhiên thì có còn hơn không mà. Để kết luận một chút về con chuột này, sau khi mà mình đã cùng với anh em mổ xẻ cũng như khám phá từ phần đầu cho tới phần đít của con chuột này, thì có cái điểm đầu tiên là mình không thích ở trên con chuột này. Đó chính là mặc dù ở trên cái vỏ hộp thì có sẽ có ghi đó chính là nó sẽ phù hợp với những bạn chơi những thể loại game FPS. Và nó cũng có thêm ở trên phần thiết kế đó chính là một cái nút tâm ngắm để chúng ta có thể ghim tâm tốt hơn trong khi mà chúng ta chơi những tựa game đó. Tuy nhiên thì đối với cái form kiểu thiết kế con máy học này thì theo cá nhân mình nhận thấy thì nó sẽ phù hợp hơn cho những bạn chơi những thể loại game MOBA. Còn những điểm khác ở trên con chuột này thì nó cũng làm mình cũng cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt đó chính là về phần LED RGB thì nó sáng rất là đều cũng như là rất là đẹp. Và cái phần lớp vỏ của con chuột này thì nó cũng là một trong những cái lớp vỏ mà nó có một cái cảm giác khi mình sờ vào hay kể cả mình sử dụng thì nó cũng bám tay rất là tốt. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về chiếc M65 RGB Elite này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận. Còn video của bọn mình đến đây là kết thúc. Nếu như anh em quan tâm về sản phẩm này có thể truy cập vào đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video. Còn bây giờ video của bọn mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.